Đến với mạch LED DK8932D, mạch này sử dụng thiết kế giống như mạch LED 8932 Full, ứng dụng điều khiển LED vẫy làm biển quảng cáo. Đây là bộ LED đi nên các bạn phải mua thêm các linh kiện để hoàn thành mạch. Thì đến với mạch này thì chúng ta phải mua thêm các linh kiện sau: con vi điều khiển AT89S52, 4 con HC245, con 7805, các con trở công suất, các con tip 41C để nâng cao công suất, các con KF762, hoặc các bạn có thể hàn dây luôn để đưa ra các LED. Ngoài ra thì bên mình đã hỗ trợ hàn các con trở, các LED báo, nút bấm và mạch nạp cho các bạn dễ dàng. Thì với mạch này thì ưu điểm các bạn có thể sử dụng những linh kiện các bạn sẵn có, hoặc là giảm thiểu những linh kiện không cần thiết, giảm được giá thành và các bạn hiểu được nguyên lý mạch, lượng khả năng hàn mạch. Nhưng nhược điểm là bạn phải tự hoàn thành những cái mạch thời gian là khá lâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.